xích lô mini, xích lô mini. Các bạn thấy đây là khu dành cho con nít chơi chơi gì? Con nít chơi gì? Con nít chơi chạy xe xích lô mini ở trong một cái công viên nhỏ. Có những con đường nhỏ nhỏ. Xe xích lô nó bị tuyệt tích nhưng mà đây là mini. Dễ thương ghê kìa. Đây là thành phố Vĩnh Long đấy các bạn nha. Ừ. Đây là cô gái miền Đông nha. Xe ba kìa. Còn dễ thương à. Đã quá ha. Yeah. Cái này mình lấy được á, nó mạnh lắm á, đủ sức chở đó. Mình làm dễ thương. Coi cái nhỏ chạy kìa, trời ơi, nó quẹo kìa, trời ơi. Oh my god. Xe mới cài mới sới gì nữa kìa. Yeah. Ai nghĩ làm mấy cái này. Ai nghĩ làm cái đường chạy cho tụi nó luôn.